Chương 228, cô không thú vị gì cả. Hai ngày tiếp theo, bởi vì thành công ra mắt của thương hiệu mới, công việc bên phía Tô Đế cũng coi như kết thúc. Cô ta định về nước, bèn bắt đầu bàn giao công việc trong tay cho Cố Tuyết Trinh. Việc vụn vặt không ít, mặc dù giữa chừng hai người cũng tranh luận không ít, nhưng kết quả cũng coi như tốt đẹp. Hôm đó, đến ngày Tô Đế rời khỏi, Cố Tuyết Trinh tiễn cô ta ra sân bay. Khoảng thời gian cảm ơn sự quan tâm của cô, mặc dù giữa chúng ta xảy ra không ít lần cọ sát, có điều thái độ làm việc của cô vẫn không tệ, khiến tôi có cách nhìn khác. Tô Đế kéo vali nhìn Cố Tuyết Trinh ở bên cạnh nói lời tạm biệt. Cố Tuyết Trinh nhướng mày, khi cô muốn nói gì đó thì nghe thấy Tô Đế tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như có lần nữa, tôi vẫn không quá muốn hợp tác với cô không thú vị gì cả. Cố Tuyết Trinh có hơi cạn lời, người phụ nữ này lúc đi rồi cũng không quên chê cô vài câu. Ồ, tôi cũng thế, cô không khỏi phản kích lại, vừa dứt lời, nhưng hai người lại nhìn nhau cười. Đợi Cố Tuyết Trinh tiễn Tô Đế đi, một mình trở lại xe, cô hình như nhớ đến điều gì đó, lại rút điện thoại ra ấn một dãy số. Anh Mộ, tôi đã đưa Tô Đế đến sân bay rồi. Nghe trong điện thoại vang lên giọng nói lịch sự của Mộ Kình, xin lỗi, làm phiền cô rồi, khoảng thời gian này Tô Đế đã mang đến cho cô không ít phiền phức. Cố Tuyết Trinh bật cười nói, làm phiền thì không đến, đều là chuyện vặt vãnh của con gái mà thôi. Mộ Kình vẫn nói cảm ơn, Cố Tuyết Trinh không muốn nói nhiều về chủ đề này nữa, bèn chuyển chủ đề. Đúng rồi, giờ Tô Đế trở về rồi, anh Mộ chắc cũng vui nhỉ. Mộ Kình không có che giấu, cười nói, vài ngày nữa tôi cũng sẽ trở về, vậy anh đến lúc đó nhớ thông báo với tôi. Anh đến đây hai lần tôi cũng chưa mời ăn được bữa cơm tử tế, lần này mặc kệ như thế nào, đều phải ăn với nhau một bữa. Cố Tuyết Trinh nhiệt tình nói, Mộ Kình nhướng mày, cười nói, hà tất gì ngày khác, tối nay cũng được. Cố Tuyết Trinh nghe vậy, có hơi ngạc nhiên, anh Mộ tối nay rảnh sao? Ngược lại cũng không phải, có điều có bữa tiệc tối, cô tối nay đi cùng tôi, vừa hay có mối làm ăn có thể giới thiệu cho cô, không biết cô có hứng thú không? Cố Tuyết Trinh không nghĩ Mộ Kình mời cô làm bạn nữ đồng hành, nhưng vẫn đồng ý. Tối nay, Cố Tuyết Trinh sửa soạn một phen, đi đến khách sạn tổ chức bữa tiệc hội họp với Mộ Kình. Nhìn thấy Mộ Kình mặc bộ vest màu lam nhạt đứng ở cửa khách sạn, gương mặt tuấn tú phối với khí chất xuất trần của anh ta, cả người giống như công tử bước ra từ trong tranh. Cố Tuyết Trinh lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, cũng để Mộ Kình phát hiện cô, trong mắt vụt qua tia kinh diễm. Tối nay cô cố lại muốn chèn ép người khác rồi, anh ta nói đùa, chỉ thấy Cố Tuyết Trinh khoác trên mình bộ lễ phục hở vai màu tím, chiếc eo cao làm tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô, đặc biệt là màu tím đại diện cho sự thần bí, cao quý, lúc này phối với gương mặt được trang điểm tinh tế của Cố Tuyết Trinh, cả người nhìn trông rất quý phái. Đừng chọc tôi, Cố Tuyết Trinh được anh ta khen mà thấy hơi ngại, lườm anh ta rồi chuyển chủ đề, đúng rồi, bữa tiệc tối nay là về chủ đề gì? Mộ Kình nghe xong cũng không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa, đáp, coi như là bữa tiệc giao lưu của giới thương nghiệp. Anh ta nói rồi liền dẫn Cố Tuyết Trinh đi vào trong đại sảnh tổ chức, vừa đi vừa giải thích, bữa tiệc tối nay quy tụ không ít người phụ trách của các công ty trang phục nổi tiếng trong nước, trong đó còn có không ít nhà thiết kế và nhà cung ứng vải vóc trong và ngoài nước. Vừa dứt lời, hai người cũng bước vào hội trường thì nhìn thấy các khách quý tụ tập bên trong, không ít người đều đang tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau. Có thể nói bữa tiệc này coi như lớn. Cố Tuyết Trinh nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nhìn Mộ Kình, hỏi, vậy mối làm ăn mà anh nói là? Mộ Kình nghe xong thì chỉ về người phụ nữ trung niên ăn vận rất đẹp đứng cách đó không xa cho Cố Tuyết Trinh, người đó là Tô Lan, người phụ khách của thương hiệu đồ ăn quốc tế của nhà hàng Tây Thánh Đế Khả Môn. Cố Tuyết Trinh nhướng mày, trong mắt có chút khó hiểu, cho nên, tôi nghe nói công ty của bọn họ lần này định đổi trang phục cho tất cả nhân viên phục vụ của nhà hàng ở khu vực châu Á. Anh ta nói rồi, nhìn Cố Tuyết Trinh xong mới nói tiếp, cô đừng coi thường khu vực châu Á này, về số lượng tuyệt đối không ít, tôi bảo đảm chắc phải trên triệu bộ, nếu như có thể lấy được đơn đặt hàng này, ít nhất cũng được mấy trăm tỷ, coi như một đơn lớn rồi chứ. Cố Tuyết Trinh kinh ngạc, sao lại nhiều như vậy? Mộ Kình mỉm cười nói, nhà hàng Thánh Đế Khả Môn nổi tiếng với sự lãng mạn, sang trọng, cách phục vụ tốt, là thương hiệu nhà hàng Tây rất nổi tiếng. Nếu như cô có thể lấy được đơn đặt hàng này, đối với công ty của các cô mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cố Tuyết Trinh suy nghĩ rồi gật đầu, có điều tối nay có không ít đối thủ cạnh tranh cũng đến.
Mộ Kình tiếp tục nói, Cố Tuyết Trinh định thần lại, không để ý nói, có lời ai cũng muốn, điều này rất bình thường, ngược lại cảm ơn anh, Free cho tôi một cơ hội cạnh tranh. Mộ Kình bật cười, lắc đầu nói, cô không cần cảm ơn tôi, đối phương yêu cầu rất cao, có thể lấy được đơn đặt hàng hay không, còn không chắc. Cố Tuyết Trinh nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, vậy được, tôi không khách khí với anh nữa. Nói rồi, cô cầm ly rượu đi về phía Tô Lan, định yên lặng quan sát diễn biến. Cũng vào lúc này, cửa sảnh tiệc lại xuất hiện hai thân ảnh, khiến cả hội trường rần rần cả lên. Nhìn thấy Mộ Triều Ca mặc bộ lễ phục trắng, khoác tay Phong Diệp Chương đi vào trong hội trường, hai người một đen một trắng, giống như một đôi tình lữ. Nhất là đối với sự thân cận của Mộ Triều Ca, Phong Diệp Chương cũng không có từ chối. Cũng không biết Mộ Triều Ca nói cái gì thì thấy Phong Diệp Chương mặt mày vốn không có cảm xúc đột nhiên cong môi. Động tác thân mật của hai người được không ít người nhìn thấy, bọn họ đều mỉm cười chào hỏi với những người khác. Cố Tuyết Trinh thấy hai người bị đám đông vây quanh thì sững người. Cô không nghe nói Phong Diệp Chương sẽ đến. Khi cô đang nghi ngờ thì nhìn thấy Mộ Triều Ca dẫn Phong Diệp Chương rời khỏi đám đông đi về phía Tô Lan, người phụ trách Thánh Đế Khả Môn. Ba người nói chuyện rất vui vẻ, nhìn dáng vẻ hình như có quen biết. Khi bọn họ nói chuyện phím, xung quanh cũng vang lên không ít lời bàn luận của mọi người. Tổng giám đốc Phong và cô Mộ trông thật xứng đôi, gia thế cũng tương xứng, chỉ sợ liên hôn là chuyện sớm muộn. Lại chẳng, hai người đứng cùng nhau trai tài gái sắc, chỉ sợ cả kinh đô cũng không tìm được cặp thứ hai xứng đôi như thế. Nói cũng phải, cũng không biết hôn lễ sau này của hai người sẽ long trọng như thế nào. Cố Tuyết Trinh nghe thấy những lời này thì không khỏi sững ra. Cô ngây ngốc nhìn về phía Phong Diệp Chương, dường như trừ cô và Phong Diệp Chương ở cạnh nhau ra, bất luận là ai, đứng cùng với anh, người khác cũng sẽ cảm thấy bọn họ xứng đôi. Hơn nữa tất cả mọi người đều không biết sự tồn tại của cô, không biết người đàn ông này đã kết hôn rồi. Không, cũng không phải tất cả mọi người đều không biết, có những người biết, nhưng bọn họ thà giả vờ như không biết, thậm chí còn muốn phá hỏng, ví dụ như Lục Kim Yến, ví dụ như bà Phong. Cố Tuyết Trinh nghĩ đến những điều này, trong lòng đột nhiên cảm thấy không biết có mùi vị gì. Chương 229, người phụ nữ đó có quan hệ gì với cậu? Cố Tuyết Trinh chìm vào cảm xúc của bản thân không thể tự thoát ra, vẫn là Mộ Kình ở bên cạnh phát hiện sự khác thường của cô. Cô làm sao thế? Sắc mặt sao khó coi như vậy? Có phải không khỏe không? Cố Tuyết Trinh lúc này mới hoàn hồn, cô quét mắt về bên phía Tô Lan, đưa ra đề nghị, không sao. Chúng ta qua đó chào hỏi đi. Vừa dứt lời, cô bèn đi về phía đó. Mộ Kình nhìn theo bóng lưng của cô, nhíu mày, rốt cuộc cái gì cũng không nói mà đi theo. Có điều không đi được hai bước thì bị người quen cản đường. Anh Mộ, lâu rồi không gặp, hôm nay nếu không phải gặp anh ở đây, cũng không biết anh đã trở về. Mộ Kình nhìn đối tác hợp tác trước mắt, đáy mắt vụt qua tia bất lực. Anh lịch sự đáp lại đối tác đó trước, mới tỏ ý xin lỗi với Cố Tuyết Trinh. Cô qua đó trước, tôi lát nữa sẽ qua tìm cô. Cố Tuyết Trinh liếc nhìn bọn họ, gật đầu đi về phía Tô Lan. Lúc này Mộ Triều Ca bọn họ đã chào hỏi xong, định đi chào hỏi với những người khác. Cô chỉ nhìn rồi kêu bản thân không tiếp tục để ý nữa, đặt sự chú ý lên người Tô Lan. Cô Tô, xin chào, tôi là Cố Tuyết Trâm, tổng giám của thương hiệu quần áo ZARI. Cô cung kính bước tới chào hỏi, chủ động nói ra thân phận của mình. Xin chào, cô Cố. Đối với sự chủ động chào hỏi của Cố Tuyết Trinh, trong mắt Tô Lan vụt qua tia sáng, quý phái gật đầu đáp. Hai người sau một hồi nói chuyện, Cố Tuyết Trinh cảm thấy thời cơ cũng đến, bèn nói thẳng, tôi nghe thấy quý công ty gần đây muốn thay đổi trang phục, không biết cô Tô có yêu cầu gì. Tô Lan thấy cô nói vào chuyện chính, cũng không có che giấu yêu cầu của bọn họ, dù sao bà ta xuất hiện ở bữa tiệc này cũng là muốn tìm nhà hợp tác. Hai người bàn bạc một lúc, Cố Tuyết Trinh cũng đưa ra ưu đãi bên phía cô, nhưng Tô Lan không có lập tức đồng ý. Điều kiện của quý công ty không tồi, có điều chúng tôi vẫn cần phải suy nghĩ thêm. Cố Tuyết Trinh gật đầu, điều này là đương nhiên, hy vọng có thể nhận được tin tức tốt của cô Tô. Vừa nói xong thì có người khác đến tìm Tô Lan, Cố Tuyết Trinh thức thời rời khỏi. Cô quay người đi, khóe mắt đột nhiên quét ra một bóng dáng quen thuộc khiến cả người cô đều cứng đờ, máu chảy ngược, gương mặt cũng trở nên tái nhợt. Thấy bên trái phía trên cô, Cố Tuyết Trâm mặc bộ lễ phục màu bạc đang đi xuyên qua đám đông, mà cách cô ta không xa chính là vị trí của Phong Diệp Chương. Hai người cách nhau chỉ mấy mét, chỉ cần Phong Diệp Chương hơi nghiêng đầu thì có thể nhìn thấy Cố Tuyết Trâm, thậm chí là cô.
bởi vì nơi cô đứng vừa hay là góc kép của ba người bọn họ. Đột nhiên cả người Cố Tuyết Trinh đều trở nên căng thẳng, cô muốn lấy điện thoại ra bảo Cố Hải Sâm lập tức tách Cố Tuyết Trâm ra, nhưng cô bây giờ căng thẳng đến mức tay cũng run rẩy, cô không dễ gì lấy được điện thoại ra. Bên phía Phong Diệp Chương đã chuẩn bị quay đầu rời khỏi rồi, cô nhìn động tác của Phong Diệp Chương, con ngươi co rút lại, trái tim cũng sắp rớt ra ngoài. Vào lúc này, cổ tay của cô bị siết lại, người bị kéo vụt qua tầm mắt của Phong Diệp Chương ra khỏi đám đông. Phong Diệp Chương nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vụt qua thì nhíu mày, anh tưởng rằng là Cố Tuyết Trinh, kết quả đợi anh nhìn qua, bên đó không có bóng dáng của ai cả, đều là thương nhân không quen biết, lẽ nào anh hoa mắt? Anh nghi hoặc hỏi trong lòng, nhưng không có để trong lòng, bởi vì anh cảm thấy nếu như Cố Tuyết Trinh tham gia bữa tiệc này, nhìn thấy anh tự nhiên sẽ chủ động đi tới, nhưng lại không biết Cố Tuyết Trinh lúc này nhìn thấy anh hận không thể tìm một cái hang mà trốn đi, lại nói Cố Tuyết Trinh bị kéo đi, khi phát hiện Phong Diệp Chương không có nhìn thấy mình thì thở phào, cô không khỏi nhìn về phía người vừa mới giúp mình, ngạc nhiên phát hiện người này lại là Quý Phong Vận. Nhất thời trái tim vừa mới buông xuống của cô lại lần nữa nhấc lên, Phong Vận, cậu sao lại ở đây? Quý Phong Vận nhìn thấy sự phòng bị và căng thẳng trong mắt cô, trong mắt vụt qua tia phức tạp, tôi vừa rồi gặp được một người giống cậu y như đúc. Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời này của anh ta, cả người cứng đờ, cô cụp mắt, không có lập tức trả lời, mà đợi Quý Phong Vận nói tiếp. Quý Phong Vận thấy thế, cũng không biết có phải hiểu ý tứ của cô không, tiếp tục nói, tôi tưởng người đó là cậu, đi tới chào hỏi với cô ta, anh ta nói rồi, lần nữa dừng lại nhìn Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh cảm nhận được ánh mắt nghiên cứu của anh ta, lông mi rơi rung lên, vẫn không nói. Quý Phong Vận chỉ đành lần nữa mở miệng, tôi chào hỏi với cô ta, có điều cô ta hình như không quen tôi, ngữ khí mất kiên nhẫn, hơn nữa con người cũng rất cao ngạo, người đó hoàn toàn không giống với Cố Tuyết Trinh mà tôi biết. Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời nói của anh ta, môi đỏ đã mím chặt thành một đường, cô không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát che giấu, trên thế giới này chuyện kỳ quái có rất nhiều, lớn lên giống nhau cũng không có gì đáng kinh ngạc cả, cho nên Phong Vận không cần để tâm. Chuyện vừa rồi cảm ơn cậu, tôi còn có chuyện, đi trước đây. Vừa dứt lời, cô muốn rời khỏi, nhưng còn chưa đi được hai bước thì bị Quý Phong Vận túm chặt cổ tay, nhưng trên thế gian này sẽ không có người vô duyên vô cớ giống nhau như đúc được. Hơn nữa còn rất khéo xuất hiện ở cùng một nơi, anh ta nhìn bóng lưng của Cố Tuyết Trinh, nói từng câu từng chữ, Cố Tuyết Trinh bởi vì lời anh ta nói, cả người đều cứng đờ, Tuyết Trinh, tôi không biết cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hy vọng tôi có thể giúp được cậu. Quý Phong Vận đi đến trước mặt Cố Tuyết Trinh, thành tâm thành ý nói. Cố Tuyết Trinh ngước mắt nhìn anh ta, trong mắt có cảm xúc anh ta không hiểu, cô không biết nên giải thích thế nào với Quý Phong Vận, khóe môi mấp máy. Trầm giọng nói, Phong Vận, chuyện này rất phức tạp, tôi cũng không biết giải thích thế nào cho cậu cả, nếu như cậu thật sự muốn giúp tôi thì giúp tôi che giấu bí mật này. Quý Phong Vận thấy cô không muốn nói, sắc mặt tối lại, tôi đương nhiên có thể giúp cậu giữ bí mật, nhưng cậu có từng nghĩ ngộ nhỡ lần sau còn gặp chuyện như này, cậu phải làm sao? Tôi có thể cảm nhận được, cậu rất sợ cô gái vừa rồi xuất hiện, cô ta với cậu có quan hệ gì? Cố Tuyết Trinh mím môi, khó nhọc nói, Phong Vận, chuyện này thật sự không thích hợp để cậu nhúng tay vào, nếu như cậu thật sự muốn biết, đợi sau này thời cơ đến, tôi sẽ giải thích với cậu, nhưng bây giờ tôi thật sự không thể nói cái gì với cậu được cả. Quý Phong Vận thấy thế, biết bản thân mặc kệ hỏi thế nào, cô đều sẽ không nói cho anh ta sự thật, được rồi, tôi không ép cậu, có điều nếu như cần gì, tôi hy vọng người đầu tiên cậu nghĩ tới là tôi. Cố Tuyết Trinh nghe xong có hơi cảm động. Cùng lúc đó, hội trường bữa tiệc, Cố Tuyết Trâm không hề biết vừa rồi bọn cô suýt nữa bị lộ, cô ta nhấc váy đi xuyên qua đám đông, hình như đang tìm ai đó, khi cô ta nhìn trái nhìn phải, không ngờ đụng phải một người, anh không có mắt sao, xin lỗi cho tôi, cô ta kiêu ngạo không hề cảm thấy là mình sai, quay ra trách móc người đụng vào cô ta. Phong Diệp Chương loạn choạng, vừa đứng vững thì nghe thấy tiếng trách móc này, nhíu mày. Anh vô thức xoay người lại thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tinh tế của Cố Tuyết Trâm, đồng thời, Cố Tuyết Trâm cũng nhận ra Phong Diệp Chương, chương 230, không có khả năng hại cô, ủa, sao cô lại thay một bộ quần áo khác rồi, anh ta kinh ngạc nhìn Cố Tuyết Trâm. Cố Tuyết Trâm nghe thấy thì lại hoảng sợ hơn, bởi vì lời nói này để cô ta ý thức được có lẽ là Cố Tuyết Trinh cũng đang ở bữa tiệc này,
Cô ta nhìn về phía Mộ Kình, rồi lại nhìn về phía Phong Diệp Chương, đúng lúc gặp phải đôi mắt u ám của Phong Diệp Chương, trong lòng thầm than không tốt rồi. Cô ta đè xuống sự khẩn trương ở trong lòng, ra vẻ bình tĩnh mà nói, lúc nãy không cẩn thận làm bẩn, cho nên thay một bộ khác. Mộ Kình nghe vậy thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngược lại là Phong Diệp Chương lại kỳ quái nhìn Cố Tuyết Trâm, mà cảnh tượng này cũng đã bị bọn người Cố Tuyết Trinh nấp ở trong chỗ tối nhìn thấy. Trong phút chốc, cả người của cô đều căng thẳng, cô rất sợ Cố Tuyết Trâm làm lộ ra, dù sao thì loại cao ngạo từ trong xương tủy của Cố Tuyết Trâm là thứ mà cô không thể học được, cũng không có, mà tính cách của cô thì dịu dàng ngoan ngoãn, đúng lúc cũng là cái mà Cố Tuyết Trâm không có. Có thể nói chỉ cần là người đã từng gặp bọn cô, vậy thì có thể phân biệt được hai người bọn họ từ tính cách, mà trên thực tế, Phong Diệp Chương quả thật đã có chỗ nghi ngờ. Anh nhìn Cố Tuyết Trâm ở trước mặt, loại cảm giác kỳ lạ không hài hòa của lúc trước lại xuất hiện một lần nữa, giống như lúc nãy mới vừa nói, mỗi ngày anh và Cố Tuyết Trinh sớm chiều ở chung, sao lại không hiểu rõ tính cách của Cố Tuyết Trinh, nhưng mà tính cách của người trước mặt hiển nhiên khác xa với hiểu biết của anh. Anh nghĩ đến những thứ này, không khỏi quan sát Cố Tuyết Trâm tỉ mỉ thêm, đáy mắt đen sâu thẳm không thấy đáy rơi ở trên người của Cố Tuyết Trâm, làm cho Cố Tuyết Trâm cảm thấy bất an. Cô ta biết rõ người đàn ông này rất khôn khéo, lo lắng anh nhìn ra cái gì đó, không để ý gương mặt lạnh lùng của Phong Diệp Chương mà lôi kéo Mộ Kình, nói, không phải là anh nói tìm tôi có việc à, chúng ta đi qua bên kia nói đi. Dứt lời, ánh mắt của cô ta thoáng quét về phía Phong Diệp Chương, cũng không dám đối mặt với anh, vậy thì em còn có việc nha, anh cứ bận đi. Cô ta nói xong lời này, cũng mặc kệ Phong Diệp Chương có đồng ý hay không, lôi kéo Mộ Kình liền rời đi. Đồng thời cô ta cũng đang tức giận oán trách Cố Tuyết Trinh ở trong lòng, người phụ nữ này đến đây tham gia bữa tiệc cũng không biết thông báo với cô ta một tiếng, thiếu chút nữa là hại cô ta bị bại lộ rồi. Phong Diệp Chương nhìn hai người đã đi xa, lông mày nhíu chặt lại, loại cảm giác kỳ lạ ở trong lòng lại đột kích một lần nữa. Trong lúc anh đang suy nghĩ mãi mà không có đáp án, Mộ Triều Ca bước tới, cô ta đưa mắt nhìn về phía bóng lưng đã đi xa, ra vẻ không biết mà dò hỏi, Diệp Chương, sao vậy, sắc mặt của anh có vẻ rất không tốt. Phong Diệp Chương không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, thế là phủ nhận, không có việc gì, anh nói, mắt thì lại nhìn về phía Cố Tuyết Trâm biến mất, chị ứng phó nói là đến đây chào hỏi đồng nghiệp, lại nói Cố Tuyết Trâm đi khỏi, thoát khỏi tầm mắt của Phong Diệp Chương thì lập tức dừng bước lại, thở hắt ra một hơi, cô Cố, cô, Mộ Kình đang muốn hỏi lời nói lúc nãy của cô là có ý gì, nhưng mà lời còn chưa nói hết thì đã bị Cố Tuyết Trâm cắt ngang, bụng của tôi có chút không thoải mái, tôi đi vào nhà vệ sinh đây, anh có việc gì thì đi giải quyết trước đi. Cô ta biết là người này quen biết với Cố Tuyết Trinh, cho nên tìm cái cớ tách ra với anh ta. Mộ Kình nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Cố Tuyết Trâm, lông mày cau lại, vô thức muốn gọi người ta lại, nhưng mà qua mấy giây sau, trước mắt làm gì còn bóng dáng của Cố Tuyết Trâm nữa. Trong lúc nhất thời, anh ta cảm thấy tối ngày hôm nay Cố Tuyết Trâm có chút kỳ lạ. Cố Tuyết Trâm còn không biết là mình đã làm dấy lên nghi hoặc của hai người. Sau khi cô ta ném Mộ Kình lại, liền bắt đầu đi tìm Cố Tuyết Trinh ở trong bữa tiệc. Sau khi đã tìm hơn một phân nửa của bữa tiệc, rốt cuộc cô ta cũng đã tìm được Cố Tuyết Trinh đang đứng ở trong một nơi hẻo lánh không đáng chú ý tới. Nhưng mà cô ta cũng không nhìn thấy Quý Phong vẫn ở bên cạnh của Cố Tuyết Trinh. Đang nghĩ đến thiếu chút nữa cô ta đã bị bại lộ mà làm hỏng toàn bộ kế hoạch bởi vì người phụ nữ này, lập tức nổi lên cơn giận. Tôi đã nói như thế nào hả? Đã kêu chị có hành động gì thì phải báo cáo để tôi chuẩn bị. Chị có biết là lúc nãy thiếu chút nữa tôi để lộ rồi không? Cô ta nghiêm giọng trách mắng Cố Tuyết Trinh, hai hốc mắt mang theo ngọn lửa trừng lớn. Cố Tuyết Trinh nghe thấy câu trách tội này, cũng đã hơi giận. Cô đã không muốn bị phát hiện rồi. Vậy thì người nên trốn đi không phải là cô à, đừng có quên lần này cô trở về đây là bí mật. Cố Tuyết Trâm bị lời nói này của cô chọc giận, trên mặt toàn là biểu cảm giận dữ, ý của chị là tôi phá hoại kế hoạch. Cô ta cắn răng chất vấn, mang theo ý vị cảnh cáo. Cố Tuyết Trinh nhíu mày, không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì cô lo lắng là người phụ nữ này sẽ không quan tâm chuyện gì mà làm ầm ĩ lên, dù sao thì tính cách của Cố Tuyết Trâm vẫn luôn ngang ngược, cứng đầu. Quý Phong vẫn cũng nhận ra được mùi thuốc súng trong bầu không khí, đi ra từ trong chỗ tối. Này cô, mặc dù là tôi không biết hai người đang làm chuyện gì, nhưng mà có thể phân tích được từ trong ngôn ngữ của hai người, giữa hai người đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó.
người xuất hiện cũng chỉ có thể là Tuyết Trinh, mà cô là người muốn trốn tránh, đã như vậy thì cô càng không có lý do gì để chất vấn Tuyết Trinh, bởi vì đây là cô đã tự làm trái với lời hứa trước. Cố Tuyết Trâm nghe thấy âm thanh xa lạ, trong lòng giật mình, vô thức nhìn sang, là anh. Cô ta lập tức nhận ra Quý Phong Vận, chợt nhớ đến những lời mà anh ta vừa mới nói, lập tức nổi giận. Cố Tuyết Trinh, chị quên là lúc trước đã đồng ý cái gì rồi à, vậy mà chị lại để lộ bí mật. Cố Tuyết Trinh nghe nói như vậy, nghĩ thầm không tốt rồi, bởi vì lúc trước hợp tác với nhau, cô đã đồng ý với hai ba con nhà họ Cố sẽ không để cho người thứ tư biết chuyện này, nếu không thì coi như là làm trái với điều ước, nhưng mà bây giờ căn bản cũng không phải là cô làm trái với điều ước, mà là cô cũng không thể gánh vác nổi hậu quả khi làm trái với điều ước. Ai nói tôi đã làm lộ bí mật, là Phong Vận tự mình phát hiện ra cô và tôi không phải là cùng một người. Cô cố ép mình tỉnh táo, phản bác lại, mà Quý Phong Vận cũng đã nhận thấy có điều gì đó không ổn, bước lên bên vực, quả thật là do tôi đã phát hiện ra, không có liên quan gì với Tuyết Trinh. Nếu như cô lo lắng tôi sẽ nói ra thì cô cứ yên tâm đi, tôi không có khả năng hại Tuyết Trinh đâu. Cố Tuyết Trâm nghe nói như vậy, hai mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Quý Phong Vận. Quý Phong Vận cũng không thèm để ý, tùy ý để cho cô ta nhìn chăm chú. Cố Tuyết Trâm thấy vậy, dường như là đã hiểu ra cái gì đó, hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, tôi không quan tâm các người có mối quan hệ như thế nào, dù sao thì cũng đừng có làm hỏng chuyện của tôi. Còn nữa, ngày hôm nay tôi có chuyện cần phải ở lại đây, chị đi ra quán cà phê ở bên ngoài ngồi đi, chờ tôi làm xong việc rồi thì sẽ tới tìm chị thay quần áo. Cũng không phải là cô ta không muốn để Cố Tuyết Trinh rời đi, mà là Phong Diệp Chương đã nhìn thấy cô ta, vậy thì Cố Tuyết Trinh nhất định phải ở lại. Nhất là lúc nãy cô ta còn buông ra một lời nói dối, cho nên phải diễn tròn vành. Chương 231, giả vờ yếu đuối làm cái gì? Cố Tuyết Trinh cũng biết mức quan trọng của chuyện này, cô không phản bác lại, gật đầu đồng ý, được rồi, tôi sẽ đi đến quán cà phê chờ cô. Cô nói xong thì quay người rời đi. Quý Phong Vận nhìn theo bóng lưng đi khỏi của cô, lại nhìn Cố Tuyết Trâm, mấp máy môi, đuổi theo bước chân rời đi của Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trâm nhìn bóng dáng của bọn họ càng đi càng xa, hơi nhíu mày lại, trong đôi mắt lướt qua ánh sáng âm u, chợt quay người đi khỏi chỗ đó trở lại hội trường. Cô ta không ngừng đi xuyên qua đám người, nhưng mà mãi không tìm được người mà cô ta muốn gặp. Nhưng mà cô ta lại không biết tất cả những hành động lúc này của cô ta đã bị Phong Diệp Chương đứng ở cách đó không xa nhìn thấy, nghi ngờ ở trong mắt càng sâu hơn, cứ luôn cảm thấy tối ngày hôm nay Cố Tuyết Trâm dường như đã biến thành một người khác. Anh nghĩ đến đây, dự định lại đi chứng thực suy nghĩ trong lòng một lần nữa, cho nên đi về phía của Cố Tuyết Trâm. Em đang tìm người nào đó ư? Cố Tuyết Trâm nghe thấy âm thanh trầm thấp, cơ thể của cô ta trong tiềm thức cương cứng trong chốc lát, rất nhanh liền khôi phục lại. Sau đó liền lấy lại được nụ cười tự nhiên mà quay người lại, đúng vậy đó, em đang tìm người. Cô ta nói xong, không hề lộ ra vẻ sợ sệt mà nhìn Phong Diệp Chương, anh có muốn giúp em tìm không? Phong Diệp Chương nhìn thấy thế, nhíu mày không để lại vết tích, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Cố Tuyết Trâm đã sớm ngờ tới có thể sẽ là như thế này, cho nên nhún vai dẫn theo Phong Diệp Chương đi vòng quanh đám người. Cùng lúc đó bọn người của Cố Tuyết Trinh cũng đã đi đến quán cà phê ở bên ngoài khách sạn. Xin lỗi nha, bởi vì do tôi mà lại làm liên lụy tới cậu. Cố Tuyết Trinh nhớ đến lúc nãy ở trong bữa tiệc, Cố Tuyết Trâm quát lớn Quý Phong Vận, cô nói xin lỗi, không sao đâu, mặc dù tôi không biết rốt cuộc là hai người có kế hoạch gì, nhưng mà tôi nghĩ là cậu làm như vậy cũng là do nỗi khổ tâm. Quý Phong Vận biết là Cố Tuyết Trinh không chịu đồng ý nói cho mình nghe, dứt khoát cũng không hỏi nữa, thấu hiểu an ủi, có thể nói anh ta thấu hiểu đã để cho Cố Tuyết Trinh nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cô cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, nếu như nói ra, có lẽ có rất nhiều người sẽ không hiểu được. Cảm ơn cậu, cô bưng ly cà phê lên, cảm kích nói. Quý Phong Vận bưng ly cà phê lên chạm vào ly của cô, nhưng mà tôi hơi lo lắng cô gái lúc nãy đó, hy vọng là cô ta sẽ không gây phiền phức cho cậu trong bữa tiệc. Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời nói này của anh ta, sửng sốt một hồi, hy vọng thôi, cô cũng hy vọng là Cố Tuyết Trâm đừng có gây phiền phức. Nhưng mà cô biết rất rõ, dựa theo tính tình đó của Cố Tuyết Trâm, muốn cô ta an phận không gây chuyện, đó là một khả năng không có, mà trên thực tế cũng đúng như suy nghĩ của Cố Tuyết Trinh. Sau khi cô rời khỏi không bao lâu, ở bên phía Cố Tuyết Trâm liền gặp chuyện, vốn dĩ là cô ta dẫn Phong Diệp Chương đi xung quanh trong bữa tiệc,
định tìm một cơ hội ném người ở lại, ai biết lúc này Mộ Triều Ca lại tìm tới, còn không cẩn thận mà cản chân, cẩn thận một chút đi. Phong Diệp Chương nhìn thấy Mộ Triều Ca lắc lư sắp ngã, vô thức đỡ một cái, Mộ Triều Ca cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ ở bên hông, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, cười nói, cảm ơn anh. Mặc dù là cô ta nói cảm ơn, nhưng mà cũng không thoát khỏi lồng ngực của Phong Diệp Chương. Cố Tuyết Trâm khoanh hai tay trước ngực, đứng ở một bên nhìn xem, cô ta quét mắt nhìn Phong Diệp Chương, lại nhìn về phía Mộ Triều Ca mang theo gương mặt thẹn thùng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Nè, tôi nói đủ rồi đó, cô lại giả vờ yếu đuối làm cái gì? Liền nhìn thấy cô ta bỗng nhiên bước đến kéo Mộ Triều Ca từ trong ngực của Phong Diệp Chương ra ngoài, đồng thời dùng sức kéo một cái, Mộ Triều Ca hoàn toàn không có phòng bị, bị cô ta kéo một phát, sau đó lại lảo đảo lùi lại, mắt thấy sắp bị ngã một lần nữa, may mắn là Phong Diệp Chương tay chân nhanh nhẹn ổn định người lại. Cố Tuyết Trâm, em làm cái gì vậy hả? Phong Diệp Chương trầm giọng chất vấn. Mộ Triều Ca cũng bị động tác đột ngột này của Cố Tuyết Trâm làm cho hốt hoảng, cô ta sửng sốt nhìn về phía Cố Tuyết Trâm, một hồi lâu sau mới phản ứng lại được, nhíu mày nói, cô Cố đây là có gì bất mãn đối với tôi à? Cố Tuyết Trâm quét mắt nhìn cô ta một chút, châm chọc nói, bất mãn lớn lắm. Cô ta nói xong thì lại nhìn về phía Phong Diệp Chương, anh còn không thấy ngại thì hỏi tôi làm cái gì, tốt xấu gì anh cũng là chồng của tôi, ôm ấp với người phụ nữ khác ở ngay trước mặt của tôi thì là cái gì hả? Phong Diệp Chương không nghĩ tới là Cố Tuyết Trâm sẽ nói ra lời như vậy, sắc mặt âm trầm, tôi cũng chỉ đỡ cô ấy mà thôi, anh lạnh giọng giải thích. Cố Tuyết Trâm lại không chịu buông tha, đỡ một cái thôi, cần gì phải ôm người ta vào trong ngực cả nửa ngày cũng không buông tay. Cô ta châm chọc nói, âm thanh không nhỏ, thu hút những người xung quanh đều quay đầu nhìn lại. Phong Diệp Chương thấy thế, sắc mặt âm u lạnh lùng có thể chảy ra mực. Mộ Triều Ca nhìn thấy mặc dù là trong lòng kinh ngạc vì thái độ của Cố Tuyết Trâm, nhưng mà vẫn đứng ra làm người hòa giải. Cô Cố, thật ra cô đã hiểu lầm rồi. Lúc nãy chân của tôi bị đau nên nhất thời không kịp phản ứng lại, cho nên mới có thể làm kéo dài thời gian lâu như vậy. Cố Tuyết Trâm nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô ta, cũng không thích bộ dạng này của cô ta. Diễu cực nói, đừng có giả vờ làm hoa sen trắng ở trước mặt của tôi cũng không thích bộ dạng này đâu, cố ý hay là không cố ý trong lòng của các người biết rõ. Sau khi cô ta dứt lời, ở xung quanh liền có không ít tiếng nghị luận, sao lại là thế này vậy? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà lúc nãy nghe thấy lời của cô gái này, nói cô ta là vợ của Tổng Giám Đốc Phong, hơn nữa Tổng Giám Đốc Phong cũng không phủ nhận chuyện này. Đúng vậy đó, tôi cũng nghe được mà, Tổng Giám Đốc Phong kết hôn khi nào vậy? Nếu như quả thật đã kết hôn, vậy bây giờ, mấy cái đó còn chưa nói xong, mặc dù là bọn họ đã dừng lại, nhưng mà có không ít người vẫn hiểu được ý tứ trong đó, trong lúc nhất thời. Phong Diệp Chương và Mộ Triều Ca đứng giữa đám người lại hết sức khó xử, khí lạnh quanh người của Phong Diệp Chương càng nhiều hơn, nhưng mà Cố Tuyết Trâm cũng không e ngại, đối mặt với bọn họ, sao nào, cảm thấy tôi nói không đúng à? Phong Diệp Chương nhìn thái độ của cô ta không biết thu liễm, vẻ lạnh lùng trên gương mặt càng nhiều hơn, trước hết tôi sẽ để người đưa em về, anh nhìn Cố Tuyết Trâm một cách nặng nề, sau đó quay đầu nói khẽ với Mộ Triều Ca. Mộ Triều Ca quét mắt nhìn Cố Tuyết Trâm, không từ chối, làm phiền anh rồi. Phong Diệp Chương không nói gì, kêu Hứa Khiêm tới để anh ta đưa Mộ Triều Ca trở về. Cố Tuyết Trâm nhìn Mộ Triều Ca đã được đưa đi, trong mắt lại không nhịn được mà đắc ý. Phong Diệp Chương nhìn thấy vậy, chút lạnh lùng chợt hiện lên trong đôi mắt, không thèm quan tâm cô ta mà quay người trực tiếp rời đi. Mà tất cả những chuyện này Cố Tuyết Trinh đang ở quán cà phê hoàn toàn không biết được. Cô đợi ở trong quán cà phê gần 2 tiếng đồng hồ, Cố Tuyết Trâm mới khoan thai đi đến. Hai người thay quần áo xong, chuẩn bị rời đi, Cố Tuyết Trâm bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, dừng bước lại, cảnh cáo nói, Cố Tuyết Trinh, tôi biết là tính tình của chị mềm mỏng, nhưng mà bây giờ chị tốt xấu gì cũng đang dùng thân phận của tôi, đừng có vô dụng như vậy. Cố Tuyết Trinh nghe nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy không hiểu, vào lúc cô đang muốn hỏi thử, Cố Tuyết Trâm lại trực tiếp rời đi, không còn cách nào khác. Cô cũng chỉ có thể đè xuống sự nghi hoặc trong lòng mà nói lời tạm biệt với Quý Phong Vận. Cô đón xe trở về biệt thự gần bờ biển, không nghĩ đến vừa mới bước vào cửa liền đụng phải Phong Diệp Chương đang trở về. Diệp Chương, cô bước tới mỉm cười chào anh. Phong Diệp Chương nhìn thấy cô thì dừng bước lại, sắc mặt đột nhiên chìm xuống,
Sự lạnh lẽo bộc phát trong đôi mắt của anh làm cho nụ cười trên mặt của Cố Tuyết Trinh không khỏi đông cứng lại ngay lập tức. Anh sao vậy? Cô bất an hỏi, nhưng mà Phong Diệp Chương căn bản không để ý đến cô, sau khi nhìn cô một chút thì trực tiếp thu hồi tầm mắt lại đi lướt qua bên cạnh cô. Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng đi khỏi của anh, trong lòng tràn đầy thắc mắc, anh đây là làm sao vậy? Cô nghĩ mãi mà cũng không hiểu được, mãi cho đến ngày hôm sau thì cô mới tìm được đáp án. Cô nhìn thấy tất cả những tin tức được đăng lên trên Facebook, ở trên điện thoại di động, đều là tin tức cô đã đẩy Mộ Triều Ca ở trước mặt của mọi người vào tối ngày hôm qua. Chương 232, đây chính là bộ mặt thật của em. Lúc Cố Tuyết Trinh nhìn thấy tin tức này, cả người đều ngơ ngẩn, đánh Mộ Triều Ca hả, đây là tình huống gì đây? Cố Tuyết Trâm bị điên rồi hay cái gì? Cô nghĩ đến đây, không khỏi nhớ đến tối ngày hôm qua, khó trách Phong Diệp Chương trở về thì sắc mặt lại khó coi như vậy, thậm chí không chào đón cô, đổi lại là cô thì chắc chắn cũng sẽ tức giận. Cô suy nghĩ một hồi, rồi gọi điện thoại cho Cố Hải Sâm, ông đã nhìn thấy tin tức ở trên mạng chưa? Tối ngày hôm qua rốt cuộc là Cố Tuyết Trâm đã làm cái gì vậy hả? Điện thoại vừa mới được kết nối, cô lập tức chất vấn, đây là thái độ nói chuyện với ba của cô đó à? Ai ngờ được điện thoại lại bị Cố Tuyết Trâm nhận, đầu tiên là cô ta răng dậy giọng điệu nói chuyện của Cố Tuyết Trinh, lúc này mới dời chủ đề nói chuyện vào tối ngày hôm qua, tôi cũng đâu có làm cái gì đâu, chỉ là dạy dỗ một người phụ nữ không có mắt mà thôi, kêu cô ta ít mon men chồng của người khác. Cố Tuyết Trinh nghe nói như vậy thì lập tức nhức đầu, chuyện này cũng đã ầm ĩ đến nỗi có tin tức, còn gọi là không làm cái gì, cô làm như vậy là có nghĩ tới hậu quả không vậy? Cô kiềm chế không được mà trách móc, nhưng mà Cố Tuyết Trâm căn bản không nghe lọt tai, ngược lại còn ghét bỏ cô phiền phức nhát gan. Hậu quả gì hả? Tôi cũng chỉ là đang giữ gìn bình thường thôi, chính là chị đó, vô dụng như vậy nên mới có thể bị người khác chen chân. Lục Kim Yến cũng vậy, Mộ Triều Ca cũng vậy, chị không thể bộc lộ ra quyền uy phù hợp với thân phận của chị được hả? Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời ngụy biện này của cô ta, triệt để im lặng. Cái đó căn bản không phải là chuyện gì, có được chưa? Tôi, cô muốn giải thích, nhưng mà Cố Tuyết Trâm ở bên kia đã không kiên nhẫn. Tôi biết là tính tình mềm yếu của chị không cứu nổi mà. Thôi bỏ đi, tôi lười phải nói cho chị biết, tôi sắp lên máy bay rồi, cứ như vậy đi. Dứt lời, cô ta trực tiếp cất điện thoại. Cố Tuyết Trinh nằm ở trên giường nhìn màn hình điện thoại đen thui, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, đầu óc lâng lâng. Cố Tuyết Trâm đi một cách dứt khoát, để lại cho cô một cục diện rối rắm. Mộ Triều Ca người ta là một biên tập viên rất nổi tiếng trong giới thời trang, mà cô cũng chỉ là một nhà thiết kế có chút danh tiếng mà thôi, sao cô có thể so sánh với Mộ Triều Ca được? Chỉ một thoáng sau, cô liền bất lực che mình ở trong chăn, cũng không biết qua bao lâu mới khó khăn mà tỉnh táo lại. Trước mắt chuyện đã xảy ra rồi, cô có muốn trốn tránh thì cũng không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu vớt. Cô nghĩ như vậy liền lấy điện thoại di động ra dự định xem chuyện này đã phát triển đến đâu rồi, lại không nghĩ đến vừa mới lên Facebook, cô nhìn thấy trang chủ của mình đã bị sập, cô nhìn thấy những bình luận ở phía dưới đều là những người đang mắng chửi cô, những bình luận như thế này còn đang không ngừng gia tăng, Cố Tuyết Trinh nhìn thấy ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng, đặc biệt là cô nghĩ đến người hâm mộ của Mộ Triều Ca có khoảng chừng vài triệu người, nếu như chuyện này không xử lý hoàn mỹ thì xem như cô tiêu đời rồi. Cô nghĩ đến đây, lại nghĩ đến Cố Tuyết Trâm ra đi dứt khoát, tức giận hận không thể đập nát di động, nhưng mà lý trí vẫn để cho cô bình tĩnh lại. Chuyện quan trọng trước mắt là vẫn nên nghĩ cách để giải quyết chuyện này, chỉ là qua một lát sau cô cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Cuối cùng cô chỉ có thể tạm thời bỏ nó qua một bên, dự định thức dậy rồi nói tiếp. Sau khi cô rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu, Phong Diệp Chương đã bắt đầu dùng cơm ở trong phòng ăn. Phong Diệp Chương nghe thấy âm thanh xuống lầu, động tác đang dùng cơm dừng lại một chút rồi lại khôi phục lại bình thường, dường như là không phát hiện sự tồn tại của cô. Cố Tuyết Trinh thấy thế, biết anh vẫn còn đang tức giận bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, trong lúc nhất thời vừa tủi thân lại vừa bất đắc dĩ, nhưng mà cô nhất định phải giải quyết chuyện này. Cô cắn cắn môi, nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh của Phong Diệp Chương. Chuyện đó, tối ngày hôm qua uống chút rượu, cho nên mới có thể thất thố như vậy, suy nghĩ không ít lý do. Sau đó cảm thấy cái cớ này đáng tin cậy một chút, Phong Diệp Chương nghe thấy lời nói của cô, rốt cuộc cũng đã dừng lại động tác trong tay, anh không lập tức trả lời Cố Tuyết Trinh,
mà là quét mắt nhìn cô. Anh bỗng cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn lướt đến tin tức sáng nay, để ở trước mặt của Cố Tuyết Trinh. Nhìn em cũng không giống như bộ dạng của người uống say. Anh liếc nhìn ảnh chụp ở trong điện thoại, nói với Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh mím môi nhìn vào ảnh chụp ở trong điện thoại của anh. Rõ ràng chính là hình ảnh hôm qua Cố Tuyết Trâm khí thế hùng hồn trách mắng Mộ Triều Ca, nhất thời da đầu căng lên. Còn không đợi cô phải nghĩ xem phải trả lời như thế nào, liền nghe thấy Phong Diệp Chương tiếp tục nói, hơn nữa tôi cũng đã nhìn thấy bộ dạng uống say của em rồi, đừng nói là đi đường, ngay cả nói chuyện cũng nói không ra hơi, nhưng mà tối hôm qua em lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, còn vênh vang đắc ý, đây không phải là dáng vẻ lúc uống say của em đâu nhỉ. Mặc dù anh dùng câu hỏi, nhưng mà lọt vào trong tay của Cố Tuyết Trinh lại châm chọc cực kỳ, chỉ nhìn thấy gương mặt của cô căng cứng, trắng bệch, mím môi nhìn Phong Diệp Chương, không biết phải mở miệng như thế nào. Cô biết là chuyện này chỉ sợ là không dễ qua loa cho xong, nhưng mà ăn ngay nói thật thì không thể nào. Em, cô muốn giải thích một lần nữa, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Phong Diệp Chương khoát tay cắt đứt. Cố Tuyết Trâm, em không cần phải phí công mà suy nghĩ giải thích chuyện này với tôi đâu. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đây chắc có lẽ là bộ mặt thật của em nhỉ, cũng làm khó cho em phải che giấu lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc không giấu được rồi à. Không phải, Cố Tuyết Trinh vô thức phản bác, nhưng lúc cô đối diện có đôi mắt lạnh lùng của Phong Diệp Chương, lời vừa đến miệng làm như thế nào cũng không nói thành lời. Xin lỗi, tối ngày hôm qua em không nên làm như vậy. Cô thu hồi những lời muốn nói, chuyển thành lời xin lỗi. Dường như là trước mắt ngoại trừ xin lỗi ra thì cô có nói cái gì cũng không đúng. Nghĩ đến đây, trong chỗ sâu nhất nơi đáy mắt của cô không khỏi chứa đựng cảm xúc tủi thân. Phong Diệp Chương cũng đã nhận ra, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt có chút không hiểu. Anh không hiểu là người phụ nữ này đang oan ức cái gì. Chẳng lẽ cô cảm thấy mình không có sai? Anh nhớ đến bộ dạng phách lối tối ngày hôm qua của người phụ nữ này, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Dù sao bây giờ cô cũng đang đóng kịch ở trước mặt của anh, trong lúc nhất thời, sắc mặt của anh bỗng nhiên chìm xuống, trầm giọng nói, nếu em thật sự biết sai, em phải biết người em cần xin lỗi không phải là tôi, mà là Triệu Ca. Anh nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cố Tuyết Trinh, em có biết sở dĩ tối ngày hôm qua cô ấy xuất hiện ở đó là để giúp công ty đặt hàng với Thánh Đế Khả Môn không hả? Cũng bởi vì vậy mà tôi mới xuất hiện với cô ấy, em thì hay rồi. Không phân rõ trắng đen liền đánh người, em có biết chuyện này truyền đi thì ảnh hưởng tới cỡ nào không? Cố Tuyết Trinh muốn nói là cô biết, nhưng mà Phong Diệp Chương cũng không cho cô có cơ hội nói chuyện. Thôi bỏ đi, chuyện này tôi sẽ xử lý, nhưng mà tôi hy vọng em có thể nhận rõ sai lầm của mình, đừng có lần sau nữa. Anh nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn Cố Tuyết Trinh, trực tiếp đứng dậy đi khỏi. Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng rời đi của anh, lại nhớ đến những lời mà anh mới vừa nói. Cô cảm thấy khó chịu không kiềm chế được, cực kỳ tủi thân, rõ ràng tất cả những chuyện này là do Cố Tuyết Trâm làm, nhưng mà cuối cùng cô lại phải đến xử lý cục diện rối rắm này. Cô rưng rưng ngồi ở trong phòng ăn, lại ăn không được bao nhiêu, cuối cùng cô thật sự thấy không ngon miệng nữa, gọi quản gia đến dọn dẹp, còn mình thì chuẩn bị đến công ty, lại không ngờ là vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy bà Phong khí thế hung hăng mang người đi tới. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Cô hơi kinh ngạc. Theo lễ phép mà chào hỏi một câu, nhưng mà bà Phong nhìn thấy cô, cũng không đáp lời lại, mà lại trực tiếp nâng tay lên tát một bạt tay vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng, chát một tiếng, vang lên ở trước cửa cực kỳ rõ ràng. Chương 233, người phụ nữ này cũng quá ác độc. Cố Tuyết Trinh ngây ngẩn cả người, còn không đợi cô chậm rãi định thần lại liền nhìn thấy bà Phong chỉ vào mũi của cô mà trách móc. Cố Tuyết Trâm, cô xem cô đã làm ra chuyện tốt gì. Mộ Triều Ca là người mà cô có thể đánh hả, cũng không xem mình có thân phận gì. Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời nói này, hoàn toàn chấn động. Cô biết bà Phong đến đây là vì chuyện tối ngày hôm qua, cũng không dám phản bác, che lấy gương mặt bị đánh đau, mím môi nói, bây giờ con đi xin lỗi với cô Mộ. Bà Phong hừ lạnh một tiếng, xin lỗi à, xin lỗi có tác dụng không? Cố Tuyết Trinh cụp mắt xuống, không biết nên trả lời như thế nào. Bà Phong nhìn thấy cô như là bộ dạng thuận theo, châm chọc nói, thôi được rồi, bây giờ Diệp Chương đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô cũng không cần phải giả vờ ngoan ngoãn làm gì đâu, nhà họ Phong của chúng tôi thật sự không thể chứa chấp được Phật lớn như cô, nếu như cô thức thời, vậy thì tự mình chủ động rời khỏi cho tôi. Bà ta nói xong, im lặng đánh giá Cố Tuyết Trinh,
cũng không cho Cố Tuyết Trinh có cơ hội đáp lời liền quay người rời đi. Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng đi khỏi của bà ta, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, kêu cô chủ động rời đi là chuyện không thể nào, không nói đến thái độ của Phong Diệp Chương, chỉ là Cố Hải Sâm cũng sẽ không đồng ý, nhưng mà nếu như cô ở lại bị Cố Tuyết Trâm làm xáo trộn như thế này, tương lai có thể càng ngày càng khó khăn, mà sự thật cũng đúng là như thế, bởi vì lời cảnh cáo của bà Phong, Cố Tuyết Trinh cũng không đi tìm Mộ Triều Ca, mà là trang điểm che đậy lại vết tích trên gương mặt rồi liền đi đến công ty. Cô vừa đi đến công ty thì phát hiện ở xung quanh có không ít người đang nhìn về phía mình, châu đầu ghé tai, chính là cô ta đó, cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà cũng dám ra tay với người nổi tiếng nữa. Tôi thấy cô ta ghen ghét đó, không phải là nói cô ta quen biết với tổng giám đốc à, chắc chắn thầm mến tổng giám đốc thôi, không nhìn nổi những người phụ nữ khác tới gần tổng giám đốc đó mà. Ai, cô nói như vậy, ngược lại là tôi cũng nhớ tới một chuyện. Chuyện gì vậy? Chính là chuyện trước đó tổng giám Lục bị đuổi, các người nói xem có phải là kế hoạch của người phụ nữ này không, dù sao người phụ nữ này cũng yêu thích tổng giám đốc mà, mối quan hệ của tổng giám đốc với tổng giám Lục cũng không bình thường, nghe nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có thể là như thế này. Trời đất ơi, nếu như nói như vậy, người phụ nữ này cũng thật quá độc ác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bộc lộ ánh mắt căm ghét đối với Cố Tuyết Trinh, chỉ trỏ với bóng lưng của cô. Hoặc ít hoặc nhiều gì Cố Tuyết Trinh cũng có thể nghe được một vài lời bàn tán, vẻ mặt hết sức khó coi. Cô cố kiềm chế ngọn lửa giận ở trong lòng, trở lại phòng làm việc của mình. Hơn cả nửa ngày cô mới tỉnh táo lại, nhìn phòng làm việc yên tĩnh, trong lúc nhất thời đầu đau như bú bổ, đã không biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Có thể nói mức độ lan truyền của chuyện này nằm ngoài sự dự đoán của cô. Hơn nữa cô lo lắng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng thật vất vả lắm mới có thể kéo lại được của công ty. Cũng biết càng sợ cái gì thì cái đó càng tới. Trong lúc mà Cố Tuyết Trinh đang lo lắng không thôi, Thích Tiểu Bác mang theo gương mặt lo lắng gõ cửa đi vào. Cô ơi, tổng quản lý kêu cô đến phòng làm việc. Cố Tuyết Trinh nghe những lời này thì gạt những suy nghĩ lung tung. Tôi biết rồi, cô nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng làm việc của tổng quản lý. Lại phát hiện Thích Tiểu Bác đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, còn có việc gì nữa, cô thắc mắc hỏi. Thích Tiểu Bác nhìn cô, không che giấu được vẻ lo lắng trong đôi mắt, dò hỏi, cô thật sự đã đánh cô Mộ hả? Cố Tuyết Trinh nghe nói như thế thì hơi giật mình, còn không đợi cô trả lời liền nghe thấy Thích Tiểu Bác tiếp tục nói, nhưng mà em cảm thấy là cô sẽ không làm chuyện như thế này đâu, trong đó chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Cố Tuyết Trinh nhìn ánh mắt tin tưởng của cô ta, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, cô đã nghe thấy lời nói cô đánh người cả một buổi sáng, lại không có người nào cảm thấy việc này không phải là cô làm. Tiểu Bác, cảm ơn em. Cô không biết phải trả lời Thích Tiểu Bác như thế nào, giật giật khóe môi nói cảm ơn. Thích Tiểu Bác nghi hoặc, nhưng mà Cố Tuyết Trinh cũng không dự định nhiều lời với cô ta, quay người đi khỏi phòng làm việc. Sau khi cô đi ra ngoài, các nhà thiết kế ở trong khu làm việc cũng đều dừng công việc ở trên tay, đồng loạt nhìn về phía cô. Cố Tuyết Trinh chỉ quét mắt nhìn một vòng rồi sau đó đi về phía phòng làm việc của tổng quản lý. Tổng quản lý, cô gõ cửa bước vào, cung kính đứng ở trong phòng làm việc. Lý Mạn nghe vậy thì dừng lại công việc ở trong tay, ngước mắt lên quan sát người trước mặt. Nói thật thì sáng nay nhìn thấy tin tức đánh người, cô ta cũng không tin. Dù sao thì trong ấn tượng của cô ta, tính tình của Cố Tuyết Trinh rất ôn hòa. Cho dù có người khác gây chuyện thì cô cũng sẽ không đánh người ở trước mặt của mọi người. Nhưng mà chứng cứ xác thực lại làm cho cô ta không thể không tin tưởng. Tổng giám Cố, cô biết tôi kêu cô đến đây là vì chuyện gì không? Cô ta lạnh lùng nhìn Cố Tuyết Trinh, nghiêm túc hỏi. Cố Tuyết Trinh gật đầu, tôi biết. Lý Mạn thấy thế, hai mắt hơi híp lại nhìn Cố Tuyết Trinh. Nói thật thì tôi cũng không rõ ràng tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà mặc kệ là xảy ra chuyện gì, cô cũng không nên xảy ra xung đột với Mộ Triều Ca ở trước mặt của công chúng. Chuyện này không chỉ gây bất lợi cho cô, mà còn ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Cô ta khó nén được nét khiển trách trên gương mặt, đọc full tại truyền chấm ăn nhé. Cô có biết chuyện này gây ra ảnh hưởng đối với công ty lớn bao nhiêu hay không hả? Chuyện hợp tác mà tổng giám đốc đã bàn xong xuôi rồi, bởi vì chuyện này mà dẫn đến việc hợp đồng bị thất bại. Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời nói này, sắc mặt hơi biến, kinh ngạc nhìn về phía Lý Mạn. Còn không đợi cô lên tiếng hỏi thăm thì liền nghe thấy Lý Mạn tiếp tục nói, bởi vì tình hình chuyện này nghiêm trọng, sau khi các quản lý cấp cao thảo luận với nhau, quyết định cách chức tổng giám của cô,
tạm thời do Quý An thay thế, nếu không có thể sẽ bởi vì nguyên nhân là cô mà sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng tiêu thụ các tác phẩm của các nhà thiết kế khác. Cô có ý kiến gì không? Cố Tuyết Trinh nuốt lại những lời mà cô muốn nói, lắc đầu nói, không có ý kiến gì. Trong lòng của cô rất rõ ràng, chỉ có làm như vậy thì mới có thể bảo toàn công ty được. Lý Mạn thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu, được rồi, tôi cũng không có lời nào muốn nói nữa, hy vọng chuyện này có thể cho cô một bài học, sau này đừng làm việc xúc động như vậy nữa. Cô đi ra ngoài đi. Cô ta phất tay kêu Cố Tuyết Trinh đi ra. Cố Tuyết Trinh gật đầu, quay người rời đi. Đợi sau khi cô đi ra khỏi phòng làm việc của tổng quản lý, nhịn không được mà thở dài một hơi. Có thể nói lần trở về này của Cố Tuyết Trâm làm cho cục diện mà cô vất vả lắm mới có thể gây dựng được lại sụp đổ một lần nữa. Vào lúc cô đang dự định trở về dọn dẹp đồ đạc chuyển ra khỏi phòng làm việc, bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh chói tai. Ôi chao, đây không phải là tổng giám đại lý vừa mới nhận chức còn chưa ngồi nóng đít của chúng ta đây ư? Chật chật, vị trí này còn ngồi chưa nóng mà đã nhường cho người ta rồi. Hứa Tổ Nhi nhìn thấy Cố Tuyết Trinh đi tới, châm chọc khiêu khích giễu cợt. Cố Tuyết Trinh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái, cũng không để ý mà đi về phòng làm việc. Hứa Tổ Nhi thấy thế, biểu môi khinh thường, kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, còn tưởng mình là tổng giám nữa à. Cô ta nói thầm, chờ đến lúc ăn cơm trưa, cô ta cũng nói tin tức này lại cho Lục Kim Yến biết. Kim Yến, để tôi nói cho cô biết nha, người phụ nữ Cố Tuyết Trâm đó đã tự mình tìm đường chết rồi. Cô ta nói quyết định xử phạt Cố Tuyết Trinh của công ty cho Lục Kim Yến biết. Lục Kim Yến nghe thấy thì hả giận không thôi, nhưng mà cô ta vẫn còn không phục. Cô ta cắn răng, nắm chặt lấy điện thoại, tức giận nói, người phụ nữ đó vốn dĩ chính là bộ mặt này, vậy mà trước đó tôi có nói như thế nào anh Diệp Chương cũng không tin lời của tôi. Chương 234, có phải là không cần cô nữa rồi không? Ngay cả Quý Phong Vận cũng nhìn về phía cô, dường như là đang im lặng hỏi thăm cô phải nói như thế nào. Cố Tuyết Trinh nhìn thấy chút hỏi thăm trong mắt của anh ta, rũ mắt xuống suy nghĩ, nếu như cứ giấu giếm chuyện này với An Dĩnh thì là không thể nào. Nhưng mà ăn ngay nói thật thì cô không đảm bảo An Dĩnh có thể giữ bí mật hay không, cũng không phải là cô không tin An Dĩnh, mà là có thêm một người biết được sẽ thêm một phần nguy hiểm. Bây giờ cô đã rơi vào vực sâu ngàn trượng, cô không thể đem mẹ mình ra để mạo hiểm được. An Dĩnh, thật ra thì người đó là tớ đó, trước đó không phải tớ đã nói là tớ thiết kế ở nhà rồi à, thật ra còn có một vài chuyện tớ không có nói ra. Cô nói xong thì dừng lại, sắp xếp lời nói một lần nữa. Nửa thật nửa giả mà nói ra lời nói dối có thiện ý, thật ra thì tớ chính là nhà thiết kế trên danh nghĩa của công ty Yari, tối ngày hôm qua là tớ đi theo người của công ty đến tham gia bữa tiệc trong ngành, ai biết lại uống say làm ra chuyện thất lễ. An Dĩnh nghe nói như vậy thì ngây ngẩn cả người, cho nên người mà trên tin tức nói là cậu đó à? Cố Tuyết Trinh gật đầu nói, là tớ đó. An Dĩnh nhìn thấy cô thừa nhận, không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, sau đó là giọng nói lo lắng. Vậy bây giờ cậu phải làm sao bây giờ đây? Trên mạng đều đang đồn thổi cậu đánh Mộ Triều Ca, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô ấy ném ra mấy vấn đề liên tiếp làm cho Cố Tuyết Trinh không biết phải trả lời như thế nào. An Dĩnh, chuyện này đều là hiểu lầm cả thôi, cậu cũng biết tin tức ở trên mạng đều là nghe nhầm đồn bậy mà. Thật ra thì chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu, lúc đó tôi cũng ở chỗ đó mà. Quý Phong Vận giải thích giúp cho Cố Tuyết Trinh, làm cho lời nói dối của cô trọn vẹn hơn. An Dĩnh nghe thấy Quý Phong Vận cũng ở đó, ngược lại là không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà vẫn cảm thấy bất bình thay cho người bạn tốt của mình. Cái đám phóng viên này chỉ biết nói hưu nói vượng thôi, nguyền rủa bọn họ đi ra ngoài sẽ bị xe đụng. Cố Tuyết Trinh nghe thấy cô bảo vệ mình, trong lòng cảm động một trận, đồng thời cũng cảm kích nhìn về phía Quý Phong Vận. Quý Phong Vận nhận ra tầm mắt của cô, đáp lại bằng một nụ cười, sau đó lời nói xoay chuyển lướt qua chủ đề này. Ba người bọn họ vui chơi với nhau, bởi vì hiếm khi gặp nhau nên uống không ít rượu, đặc biệt là Cố Tuyết Trinh, lúc tan cuộc đã hơi say rồi, ngay cả đi đường cũng lắc lư bên này bên kia, làm cho Quý Phong Vận lo lắng không thôi. Tuyết Trinh, để một lát nữa tôi đưa cậu về nha. Cố Tuyết Trinh định đồng ý, nhưng mà lời đến khóe miệng thì lại từ chối, không cần đâu, tự tôi có thể về được mà, bởi vì cô nhớ sáng ngày hôm nay tan rã với Phong Diệp Chương trong không vui. Nếu như lại để cho Quý Phong Vận đưa cô về nhà, vậy thì có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Quý Phong Vận vẫn không yên lòng, còn muốn nói cái gì đó, lại bị Cố Tuyết Trinh nhìn ra,
Cô kéo An Dĩnh ở bên cạnh rồi nói, nếu như cậu lo lắng thì An Dĩnh cũng có thể đưa tôi về mà. Lúc này An Dĩnh cũng mơ mơ màng màng, bị Cố Tuyết Trinh kéo một phát như thế, vô thức phụ họa nói theo, đúng vậy, tôi có thể đưa Tuyết Trinh về. Quý Phong vẫn thấy thế, trong lòng cũng biết là Cố Tuyết Trinh cố ý làm như vậy, cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể đón xe taxi cho bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Mặc dù là Cố Tuyết Trinh hơi say, nhưng mà cũng chưa mất lý trí, cô không thể để An Dĩnh đưa về nhà được, nếu không lời nói dối lúc trước sẽ bị vạch trần, cho nên cô để An Dĩnh về trước, sau đó một thân một mình trở về biệt thự ven biển. Đợi đến khi cô trở lại biệt thự, bước vào trong phòng, phát hiện Phong Diệp Chương còn chưa trở về, cô hơi mất mát, nhưng mà cũng không suy nghĩ gì nhiều, đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Ban đầu cô định đợi Phong Diệp Chương trở về, nhưng mà cô chờ đến lúc nửa đêm cũng không đợi được người. Cô vô thức cầm điện thoại di động lên muốn liên lạc cho Phong Diệp Chương, nhưng mà lại sợ anh không nhận. Cuối cùng cô chỉ có thể gọi quản gia tới để hỏi thăm lịch trình của Phong Diệp Chương. Mấy ngày nay cậu chủ đi công tác, chắc là sẽ không trở về, bởi vì chuyện đánh người đã xôn xao. Có thể nói ngày hôm nay đối với Cố Tuyết Trinh mà nói quả thật rất u ám. Đầu tiên là bị xuống chức, tiếp theo là tác phẩm thiết kế của cô tạm dừng tiêu thụ. Mà ở trong công ty cũng có không ít người nói mấy lời lạnh nhạt với cô, nhưng mà những chuyện này cũng không phải là nguyên nhân làm cho cô khó chịu. Làm cho cô khổ sở đó chính là kể từ sau khi Phong Diệp Chương đi khỏi vào sáng nay, anh vẫn không hề có bất cứ tin nhắn nào với cô. Vào lúc cô đang phiền não không thôi, Messenger bỗng nhiên vang lên, Tuyết Trinh, cậu vẫn còn tốt chứ? Liền nhìn thấy tin nhắn quan tâm của Quý Phong Vận gửi tới cho cô, vào lúc cô đang chuẩn bị trả lời lại, Quý Phong Vận lại gửi đến tin nhắn thứ hai, cậu đừng có đau lòng nha, tôi biết đánh người ta không phải là cậu, cho nên cậu không cần phải để ý người ngoài nói cậu như thế nào. Cố Tuyết Trinh nhìn lời an ủi của anh ta, trong lòng ấm áp, tôi đã biết rồi, cô cong khóe môi trả lời lại, không đầy một lát sau Quý Phong Vận lại gửi tin nhắn tới, tối nay có muốn đi ra ngoài gặp nhau một chút không, An Dĩnh vẫn luôn phàn nàn với tôi đây này, không tìm được cậu. Nói có phải là cậu không cần cô ấy nữa rồi không? Cố Tuyết Trinh nhìn mấy lời nói đùa của anh ta, trong lòng biết là anh ta đang cố ý chọc cho mình vui vẻ, sau khi cảm động thì cũng đồng ý, dù sao thì cô cảm thấy tan làm trở về nhà Phong Diệp Chương chưa chắc sẽ vui lòng khi nhìn thấy cô. Tối ngày hôm đó tan làm, Cố Tuyết Trinh dọn dẹp đơn giản một phen, không để ý đến lời bàn tán ở xung quanh trực tiếp đón xe đi khỏi. Cô với bọn người Quý Phong Vận hẹn gặp nhau trong một nhà hàng ở trong quận thành. Đợi đến lúc cô đến, Quý Phong Vận và An Dĩnh đều đã đang ở trong phòng bao. Xin lỗi nha, ở trên đường kẹt xe, nên tới chậm. Cô bỏ túi xách ở trong tay xuống, áy náy mở miệng nói. Quý Phong Vận bật cười. Tuyết Trinh, cậu càng ngày càng nói chuyện lịch sự rồi đó. Ở cùng với chúng tôi mà còn nói chuyện khách khí như vậy làm gì? Anh ta nói xong thì An Dĩnh ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Đúng vậy đó, vất vả lắm mới có thể tìm được cậu ra ngoài. Kết quả cậu lại chơi trò xa lánh với tớ, không được đâu nha, tớ tức giận rồi đó. Cô ta nói xong thì lại trương ra một gương mặt tức giận, chờ Cố Tuyết Trinh dỗ dành. Đây cũng là hình thức ở chung của cô ấy với Cố Tuyết Trinh. Quả nhiên là sau khi cô ấy bày ra dáng vẻ phụng phịu, Cố Tuyết Trinh liền xin khoan dung lôi kéo cô ấy làm nũng. Thôi được rồi An Dĩnh ơi, An Dĩnh xinh đẹp, đừng nóng giận nữa mà, là do tớ không đúng. An Dĩnh kiêu ngạo hừ nhẹ rồi lại tính nợ cũ với cô. Tớ nói cho cậu biết nha, ngày hôm nay tính sổ cũng không phải là chuyện cậu khách khí, còn có chuyện cậu biến mất nữa. Nói đi, gần đây cậu đi đâu vậy hả? Tớ gọi điện thoại cho cậu mà cũng gọi không được, hại một mình tớ lẻ loi trơ trọi ở kinh đô cũng không tìm được người chơi cùng. Cố Tuyết Trinh nghe thấy cô ấy ép hỏi, hơi rối rắm một chút, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể ném một ánh mắt cầu cứu về phía Quý Phong Vận. Quý Phong Vận nhìn động tác này của cô, hiểu ý cười một tiếng, giải vây nói, An Dĩnh, cậu cũng đừng có ép hỏi Tuyết Trinh nữa mà, không phải trước đó đã nói cho cậu biết là mẹ của Tuyết Trinh vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện à, mấy chỗ như là bệnh viện chắc là cậu cũng biết rõ mà, tín hiệu không tốt, hơn nữa cậu ấy còn phải đi làm nữa, phải chăm sóc cho gì, sao có thời gian đi chơi được chứ, có nhiều lần tôi cũng không tìm thấy người nè. An Dĩnh nghe nói như vậy thì cũng cảm thấy rất có lý, lúc này mới khó khăn mà bỏ qua cho Cố Tuyết Trinh. Thôi được rồi, xem như là cậu quả thật bận không chịu nổi, tớ sẽ không tính toán với cậu nữa. Cố Tuyết Trinh cảm kích nhìn về phía Quý Phong Vận,
Sau đó ba người bọn họ vừa dùng cơm với nhau vừa cười cười nói. Trong bữa ăn, anh Dĩnh nhớ đến tin tức vào buổi sáng, dò hỏi, này Tuyết Trinh, sáng nay tin tức đầu đề ở trên Facebook cậu có nhìn thấy không hả? Người ở trên đó giống cậu ghê á, bởi vì lúc trước cố Tuyết Trinh đã nói là thiết kế ở nhà, cho nên cô ấy cũng không có nghĩ có liên quan tới cố Tuyết Trinh, chỉ là hơi cảm thán mà nói. Cố Tuyết Trinh nghe nói như vậy, động tác dùng cơm hơi dừng lại, ngay cả Quý Phong Vận cũng nhìn về phía cô, dường như là đang im lặng hỏi thăm cô phải nói như thế nào. Cố Tuyết Trinh nhìn thấy chút hỏi thăm trong mắt của anh ta, rũ mắt xuống suy nghĩ, nếu như cứ giấu giếm chuyện này với An Dĩnh thì là không thể nào, nhưng mà ăn ngay nói thật thì cô không đảm bảo An Dĩnh có thể giữ bí mật hay không. Cũng không phải là cô không tin An Dĩnh, mà là có thêm một người biết được sẽ thêm một phần nguy hiểm. Bây giờ cô đã rơi vào vực sâu ngàn trượng, cô không thể đem mẹ mình ra để mạo hiểm được. An Dĩnh, thật ra thì người đó là tớ đó, trước đó không phải tớ đã nói là tớ thiết kế ở nhà rồi à. Thật ra còn có một vài chuyện tớ không có nói ra. Cô nói xong thì dừng lại, sắp xếp lời nói một lần nữa, nửa thật nửa giả mà nói ra lời nói dối có thiện ý. Thật ra thì tớ chính là nhà thiết kế trên danh nghĩa của công ty Yari. Tối ngày hôm qua là tớ đi theo người của công ty đến tham gia bữa tiệc trong ngành, ai biết lại uống say làm ra chuyện thất lễ. An Dĩnh nghe nói như vậy thì ngây ngẩn cả người, cho nên người mà trên tin tức nói là cậu đó à. Cố Tuyết Trinh gật đầu nói, là tớ đó. An Dĩnh nhìn thấy cô thừa nhận, không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, sau đó là giọng nói lo lắng, vậy bây giờ cậu phải làm sao bây giờ đây? Trên mạng đều đang đồn thổi cậu đánh Mộ Triều Ca, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô ấy ném ra mấy vấn đề liên tiếp làm cho Cố Tuyết Trinh không biết phải trả lời như thế nào. An Dĩnh, chuyện này đều là hiểu lầm cả thôi, cậu cũng biết tin tức ở trên mạng đều là nghe nhầm đồn bậy mà. Thật ra thì chuyện này không nghiêm trọng như vậy đâu, lúc đó tôi cũng ở chỗ đó mà. Quý Phong Vận giải thích giúp cho Cố Tuyết Trinh, làm cho lời nói dối của cô trọn vẹn hơn. An Dĩnh nghe thấy Quý Phong Vận cũng ở đó, ngược lại là không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà vẫn cảm thấy bất bình thay cho người bạn tốt của mình. Cái đám phóng viên này chỉ biết nói hưu nói vượng thôi, nguyền rủa bọn họ đi ra ngoài sẽ bị xe đụng. Cố Tuyết Trinh nghe thấy cô bảo vệ mình, trong lòng cảm động một trận, đồng thời cũng cảm kích nhìn về phía Quý Phong Vận. Quý Phong Vận nhận ra tầm mắt của cô, đáp lại bằng một nụ cười, sau đó lời nói xoay chuyển lướt qua chủ đề này. Ba người bọn họ vui chơi với nhau, bởi vì hiếm khi gặp nhau nên uống không ít rượu, đặc biệt là Cố Tuyết Trinh, lúc tan cuộc đã hơi say rồi, ngay cả đi đường cũng lắc lư bên này bên kia, làm cho Quý Phong Vận lo lắng không thôi. Tuyết Trinh, để một lát nữa tôi đưa cậu về nha. Cố Tuyết Trinh định đồng ý, nhưng mà lời đến khóe miệng thì lại từ chối, không cần đâu, tự tôi có thể về được mà, bởi vì cô nhớ sáng ngày hôm nay tan rã với Phong Diệp Chương trong không vui, nếu như lại để cho Quý Phong Vận đưa cô về nhà, vậy thì có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Quý Phong Vận vẫn không yên lòng, còn muốn nói cái gì đó, lại bị Cố Tuyết Trinh nhìn ra. Cô kéo An Dĩnh ở bên cạnh rồi nói, nếu như cậu lo lắng thì An Dĩnh cũng có thể đưa tôi về mà. Lúc này An Dĩnh cũng mơ mơ màng màng, bị Cố Tuyết Trinh kéo một phát như thế, vô thức phụ họa nói theo, đúng vậy, tôi có thể đưa Tuyết Trinh về. Quý Phong Vận thấy thế, trong lòng cũng biết là Cố Tuyết Trinh cố ý làm như vậy, cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể đón xe taxi cho bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Mặc dù là Cố Tuyết Trinh hơi say, nhưng mà cũng chưa mất lý trí, cô không thể để An Dĩnh đưa về nhà được, nếu không lời nói dối lúc trước sẽ bị vạch trần, cho nên cô để An Dĩnh về trước, sau đó một thân một mình trở về biệt thự ven biển. Đợi đến khi cô trở lại biệt thự, bước vào trong phòng, phát hiện Phong Diệp Chương còn chưa trở về, cô hơi mất mát, nhưng mà cũng không suy nghĩ gì nhiều, đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Ban đầu cô định đợi Phong Diệp Chương trở về, nhưng mà cô chờ đến lúc nửa đêm cũng không đợi được người. Cô vô thức cầm điện thoại di động lên muốn liên lạc cho Phong Diệp Chương, nhưng mà lại sợ anh không nhận. Cuối cùng cô chỉ có thể gọi quản gia tới để hỏi thăm lịch trình của Phong Diệp Chương. Mấy ngày nay cậu chủ đi công tác, chắc là sẽ không trở về.